Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, từ ngày 27 tháng 3 tới đây, Singapore Airlines sẽ kết nối trở lại chặng bay 2 chiều giữa Đà Nẵng và Singapore. Đây là tín hiệu vui của ngành du lịch Đà Nẵng trong nỗ lực phục hồi du lịch quốc tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thời gian qua, ngành du lịch thành phố đã nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị nhằm phục hồi kết nối trở lại các đường bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng. Nhờ làm tốt công tác quảng bá xúc tiến, đến nay hầu hết các đường bay nội địa đến Đà Nẵng đều đã được kích hoạt trở lại. Việc kết nối các đường bay quốc tế cũng ghi nhận nhiều kết quả khả quan. Hiện nay thì theo lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế cũng như là triển khai cái nghị quyết 128 của chính phủ thì ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng cùng với lại các cái điểm đến trong khu vực để mà chào đón du khách ngay trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Cùng với chủ trương mở cửa du lịch quốc tế của chính phủ, hiện các hãng hàng không đã có kế hoạch cụ thể để mở lại các đường bay đến Đà Nẵng, như Singapore Airlines mở lại đường bay Singapore-Đà Nẵng từ ngày 27 tháng 3 tới. Bên cạnh đó, các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways và một số hãng khác cũng đang thúc đẩy mở lại các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng cũng đã hoàn thiện quy trình đón phục vụ khách quốc tế, đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Về mặt chuẩn bị thì Đà Nẵng đã sẵn sàng. Hy vọng là chúng ta sẽ đón các khách du lịch quốc tế quay lại đầu tiên vào khoảng giữa tháng 3. Hiện ngành du lịch thành phố đang xây dựng các chương trình kích cầu cũng như tập trung quảng bá điểm đến Đà Nẵng thông qua nhiều kênh. Lãnh đạo thành phố cũng cam kết sẽ cùng các hãng hàng không, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để sẵn sàng đón du khách quay trở lại Đà Nẵng.